chúng ta đang gặp nhau tại nhà hàng Excellent. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Đạt sẽ hướng dẫn các anh chị món ăn rất đặc biệt, đó chính là khoai hấp cam. Để làm được món ăn này thì chúng ta sẽ cần hai nguyên liệu, đấy chính là khoai lang và cam. Để có thể làm được món này thì chúng ta sẽ lựa chọn những loại cam mà có vỏ dày một chút, bởi vì là chúng ta sẽ dùng tinh dầu cam để ướp cái mùi thơm vào trong cái khoai này. Chính vì vậy là nếu mà cái cam mà chúng ta vỏ quá mỏng thì chúng ta sẽ có cái lượng tinh dầu rất là thấp và chúng ta sẽ cần lượng cam rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Đạt sẽ sử dụng đây là cam Hàm Yên. Với khoai lang thì chúng ta sẽ lựa chọn những loại khoai mà không có quá nhiều mật, bởi vì là chúng ta sẽ sử dụng cái món này với phương pháp nấu là không sử dụng nước. Chính vì vậy là nếu anh chị dùng những cái loại mà nó có quá nhiều mật thì rất có thể là khi mật chảy ra có thể chảy xuống và làm khét nồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thái cam thành từng cái lát mỏng để lót vào bên trong lòng nồi. Chúng ta thái những lát mỏng vừa phải, không cần phải mỏng quá. Okay. Sẽ thái khoai lang, cắt khoai lang thành từng khúc vừa ăn và chúng ta sẽ để cả vỏ, bởi vì là với khoai lang thì vỏ là một cái thành phần mà cung cấp rất là nhiều dưỡng chất thực vật cũng như là những cái chất xơ có lợi cho cơ thể. Và ăn khoai lang cả vỏ thì cũng giúp cho chúng ta không bị đầy bụng và đầy hơi khi mà chúng ta ăn cái món này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xếp những lát cam vừa cắt vào bên trong nồi. Sau đó thì chúng ta sẽ xếp khoai lang lên trên. Khi mà chúng ta nấu như vậy thì khoai lang sẽ ướp cái mùi tinh dầu cam vào rất là thơm. Và vì là chúng ta luộc, chúng ta không sử dụng nước ở bên ngoài nữa, nên chính vì vậy là cái món khoai này nó sẽ rất là ngọt, vì là cái độ ngọt của khoai nó không theo nước ra. Chúng ta rải đều khoai ra để khoai dễ chín hơn. Sau đó thì các anh chị chỉ rất đơn giản thôi là chúng ta đậy vung lại